nước ố vàng, nổi váng, đậm mùi hôi tanh là những gì mà người dân thôn Linh Quy Bắc, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đang phải sử dụng hàng ngày. Ngoài nguồn nước ô nhiễm này ra thì người dân chẳng còn sự lựa chọn nào khác vì cả xã vẫn chưa có nước sạch. Điều đang nói, một số xã của huyện Gia Lâm chưa có nước sạch, vệ sinh môi trường chưa đảm bảo. Nhưng huyện Gia Lâm vẫn được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng đề án phát triển lên thành quận trong năm 2020 thôn Linh Quy Bắc chỉ cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng hơn 20 km. Nhưng với hàng ngàn người dân nơi đây, nước sinh hoạt luôn là một vấn đề nhức nhối. Từ nấu ăn, giặt rũ cho đến các nhu cầu sinh hoạt khác, người dân đều phải sử dụng thứ nước ố vàng, nổi váng, đậm mùi hôi tanh được lấy từ giếng khoan làm nguồn nước sinh hoạt chính hàng ngày. Tại thôn Linh Quy Bắc, rất dễ thấy các đường cống, rãnh nước xả thải màu đen thẫm, ứ động không thoát được, bốc mùi hôi thối. Trong thôn hiện vẫn còn một vài hộ gia đình hành nghề giết mổ gia súc, nước thải không được xử lý mà xả trực tiếp vào cống thoát nước. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nước giếng khoan bị ảnh hưởng. Ngoài ra, xã Kim Sơn cũng là nơi có nguồn nước bị ô nhiễm sắt rất nặng. Nước bơm lên có màu vàng đục, lọc qua 3 đến 4 lần vẫn còn cặn lắng. Thế là sử dụng lên thì kể cả có những cái nguồn nước đã sử dụng qua rồi nhưng mà vẫn có cái nước nó lên cái đen đấy. Đổ qua nước chè nó lên rất đen Đã sử dụng qua nước cho cho, cho qua cát rồi thì như vẫn đen Để sau nó cắn là cái chậu như là cái màu nghệ Nước sử dụng sinh hoạt ở đây thì tôi cũng dùng từ năm 2005 Khi tôi làm nhà Trước kia thì dùng riêng khơi Nhưng mà vì riêng khơi thì nó bị cạn kiệt Mùa đông là nó không đổ Là dùng sang riêng khoan này cái giếng khoa này thì nó rất bất cập ở cái chỗ là nó nhiều rỉ sắt và mang ga ở đây là nó nhiễm phèn nhiều bẩn mà gia đình có có đủ điều kiện để làm xây bể như này là nhà tôi được trong làng là không ai xây như này mà xây này mà cũng chưa âm dùng hiện tại vẫn dùng nước ngoài toàn đi mua hết nước ăn tôi không dùng tí nào nước này cả chỉ có giặt rũ thôi được biết người dân thôn Linh Quy đã nhiều lần họp bàn nộp đơn đề nghị với chính quyền và các cơ quan chức năng để tìm hướng giải quyết nhưng vẫn chưa có biện pháp cụ thể ngoài ra dự án nước sạch tại địa phương cũng đã có từ lâu nhưng không hiểu vì lý do gì vẫn chưa được triển khai khiến hàng trăm hộ dân nơi đây luôn phải sống trong tình trạng khát nước sạch đến bao giờ tình trạng ô nhiễm nguồn nước và cơn khát nước sạch ở thôn linh quy bắc xã kim sơn huyện gia lâm mới được giải quyết triệt đề vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ tòa soạn môi trường và cuộc sống môi trường net vn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc